tính đến 18 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.096 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3 tháng 10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.096 ca. Trong đó, số ca điều trị khỏi là 1.020 ca, số ca còn đang điều trị là 41 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 16.182 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 723 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 10.796 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 4.663 người.